xin chào mọi người. Ngày hôm nay thì Trâm đang có mặt tại Nghĩa gì? Hành Thuận ở Nghĩa Hành. Thì ngày hôm nay thì Trâm tới thăm bé An. Thì bé mới 27 tháng tuổi thôi và bé bị úng thủy, rất là tội nghiệp. Thì nhà gia đình ba mẹ bé cũng rất là khó khăn. Nhà mới vừa xây nè, chưa mới cái tô, chưa kịp gì hết, bây giờ tốc mái hết rồi mà bé thì cũng đang bị như vậy nữa. Đây mình đang ở bé giờ đang ở kế nhà sớm rồi. Cái tô nữa mà nó đang tắt lóc hết rồi mọi người. Kiều ơi, em. Nói chung là nhà của bé An á, là bé là bị bệnh úng thủy. Cho nên là bây giờ mình sẽ vô mình thăm bé. Tại vì cũng thấy nhiều người kêu gọi từ bữa giờ. Đó, nhà cửa của bé, ba mẹ bé là nó dày hết rồi nè. Anh là ba của bé An hả? Còn con trẻ dưới trẻ hả? Ờ, 26 tuổi. Trời ơi, trẻ dữ vậy nè. Cái nhà này mình xây được bao lâu rồi mà nó bay gì cho trẻ hả? Dạ, một đoàn vừa trăng. Nhưng mà không bị bỏ là vừa ở rồi, nhưng mà chưa kịp bỏ thì đó. Nhưng mà mình xây nhà này rồi có phải vay tiền hay là gì không? Dạ, có. Bà chồng em qua mượn bọn bè với mấy anh chị đó rồi. Chứ không có tiền đâu mà xây. Mà mới xây chưa kịp gì hết là nó bay hết rồi phải không? Dạ. Bây giờ bé nó ở đâu? Dạ, ở đây rồi. À, ok nội à. Rồi tao bây giờ dẫn qua bé nha. Đi đi. Đáng lẽ là tết này là được vô ổ rồi. Mà kiểu là cũng là xây vậy thôi chứ con không tô gì thêm nữa đâu. Cũng mượn đầu này đầu kia để xây cái nhà lên cho có nhà mà. Nó bay hết rồi. Chưa có nhiều à. Này là mới xây lên nhà còn mới tinh nè, nhưng mà nó ấy hết rồi. Dạ mới 26 tuổi anh. Hai người này thì chắc cũng đẻ nhau được rồi. 26 tuổi là vợ bao nhiêu tuổi đó anh? Giờ vợ bà chúng ta còn em chúng ta 37. Và lớn hơn ạ. Mà mẹ em bé là mới sinh luôn hả? Dạ 27 tháng. 27 tháng. Ờ 27 tháng đúng rồi. 2 tuổi mấy rồi? 2 tuổi mấy rồi. Tính tuổi kia là 3 tuổi. Con dẫn qua bé đi. Bé vợ gì? Rồi bây giờ là mình đi qua bên nhà để thăm bé thì cũng nghỉ. Để mà bên đây là bà nội hả? Dạ bà nội. Bà nội ha. Đây là bà nội nè. Dạ mọi người vô nhà đi. Vô chồng đi. Bây giờ ai vô thì vô nha, tụi trẻ đông quá, nó còn nó xíu à. Để nó mới dùng vô. Mới dùng nhanh dũng như vậy. Tội nghiệp quá. Mà bé thì tiền để xuống đó thì. Có mấy em không? Không. Hay là mình kéo lên ra ngoài này được không? Vô không sao đi chị. Thế ra rồi đây cho nó đồng đẻ nè. Sợ hả? Thank you.
cứ vậy hoài hả? Uống sữa không con? Dạ, bé nay được 2 tuổi rồi, không uống sữa rồi. Chứ là cho ăn gì? Dạ, ăn cháo. Ăn cháo à? Không nói gì hả? Dạ, không biết gì. Nằm vậy luôn, không biết gì luôn. Trời ơi. Cái này mình có biết nguyên nhân vì sao không? Dạ, hồi đi khám là bác sĩ nói là bị tắc cái ống dẫn dịch chứ không nhỏ thì nên là não không phát triển nhưng mà còn là dịch nó chiếm hết não luôn. Nên lúc đó là em khám là mấy tháng? Dạ lúc gần 6 tháng rồi. Em có em biết không? Dạ, em không biết. Mình đâu có điện không, mình đâu có cái phương pháp điều trị nào hả? Dạ không có phương pháp nào hết. Dạ lúc đó là kiểu như là em nó chỉ bị tự nó phát sinh. Ê, đứa cháu con ăn hả? Dạ. Rồi răng nó có mọc gì không? Dạ, đều lắm con. Răng mọc hết rồi. Cái này để mọi người. Luôn quá. Đúng rồi. Gái trai à? Dạ, trai. Tối em ngủ hả? Dạ, ngủ ở đây lúc em ngủ. Chân tay bình thường. Nhưng mà 2 tháng tuổi thì nhỏ, 2 tuổi mấy, 3 tuổi mấy vậy là nhỏ. Bụng dạ không có hơi trong bụng á, em nó nằm nó mút không, nó mút là sao, là nó mút cái tay, nó mút cái tay không á, là nó có hơi nó vô bụng thôi chứ không có gì hết. Cái hơi vô bụng mà tội vậy hả? Chỗ không làm bằng vậy luôn. Dạ không, không. Để không. Để gì em nằm để kê dưới vậy thì có bị ảnh hưởng gì sống không? Dạ không, kê dài chứ không, để ở dưới lại lộn. À, nó bị lõm ở chỗ này nè má, tại vì cái phần đầu của em nó to á. Để chị em nó còn miếng nữa không? Thôi chị em. Em đang mặc đi lắm cô. Nó múc biết vậy? Ừ. Cắt móng tay cho em để em múc biết. Dạ, nhưng mà em nó lớn tháng đó nên bỏ em đúng. Không bỏ được. Tội. Cho mình biết như vậy đó thì là tự mình. Chứ còn mà đem em vậy là tội em quá. Tội nữa. Bây giờ bệnh đâu có chữa được, đâu có liệu pháp được chữa được. Thuốc dịch ra được luôn. Hai vợ chồng làm gì? Dạ em thì cũng đi làm. Cho nó xuống đây. Em làm gì? Em cũng làm nhân viên spa ở ngoài thị đó chị. Lúc em đi làm rồi còn em làm. Dạ có bà nội ở nhà, cưới bà nội. Dạ bà nội hả? Dạ. Đi bình tả, nói chung là lúc nào cũng mặc tả luôn. Nó cũng đi bình thường. Dạ. Tối nó ngủ sao em? Dạ, nhắm mắt ngủ bình thường không? Dạ. Sao vậy? Sao vậy? Lúc em nó buồn ngủ là nó ngủ, sẽ ngủ bình thường rồi. Không có hướng hướng lên gì nữa. Dạ đúng. Nó có bị ngờ không em? Dạ đôi lúc em nó bị sưng mũi hoặc là nó có đờm, nó cũng đè lên cổ họng và nó ho nhiều lắm. Đó lúc đó em ôm lên cũng lâu lắm, nó mới hết được.
thì nó nghe nó xấu quá, nó đau lòng, nó sợ. Hai vợ chồng đi rồi cứ để cho bà nội lo. Thấy là ngoài kia hả, cái chỗ mình đi làm đó hả? Dạ. Nó hút xong hết hết sao cái bụng nó giờ có không khí nó vô bụng nó bự lên như cái bong bóng vậy. Anh biết là vậy là nó sẽ có nó hút hơi vô trong bụng rồi bác sĩ nói là cái bình thường hả? Em nằm nó hút nó thói quen rồi, còn lúc mà con ôm lên rồi nó vỗ là em nó sẽ ợ rồi nó sẽ tiêu ra là nó ợ lên rồi nó hết cái bụng nó xẹp. Dạ. Bây giờ nó đang to rồi, bây giờ bé lên vỗ đi cho nó, cho nó xẹp xuống đi. Ừ, nó căng quá rồi, tội nghiệp em quá rồi. Mình cũng đang thắc mắc làm sao mà cái bụng nó to vậy. Em nó nữ nó đang hành cái đầu bị máu vỡ đó chị. Giờ nó bị vẽ. Cho nằm biết máu đó hả? Nằm biết nó bị lát đó, nó ấy luôn á. Nó bị ăn đó chị. Em lấy cái dầu mà dầu mù u á, em thoa cái dầu mù u ra ngoài từ cái tay á, kim cái dầu mù u em thoa. Ủa, vô nó tự nó lành luôn. Hay là phải cứ nhắc vậy hả? Nó cong lên như mình đang cong dò lên mà cứng vậy. Nó kiểu như nó căng cái người lên nó co. Nó co được phải không? Dạ được chứ, nhưng mà kiểu như mình ôm nó là nó cứ nó căng vậy hoài. Trời ơi. Con ơi, đừng múc nữa, hết múc nữa là đỡ nó. Con ơi, nghe không nè? Đâu biết không? Không biết gì, không biết gì hết. Ủa vậy cái não của nó bị ứng thủy hả? Dạ. Rồi, dịch đó, dịch nó như não không? Nó vẫn có não trọng mà cứ dạ, có như tràn hết rồi. Mình không hút ra được luôn hả ta? Nếu mà cái dịch đó mình hút ra cái não của em nó vẫn không phát triển lại như mấy đứa. Thì nó nghĩ như cái não mình phải lớn, cái đầu mình phải lớn, cái đầu mình nó gấp 2, gấp 3 lần cái đầu của mình. Căng ra luôn. Em cái này càng ngày càng to lên nữa phải không? Tại vì to nữa hả? Còn có thấy mấy đứa bé, bé nó còn bự hơn nữa. Rồi rồi, nó vẫn to, càng lớn hơn, vẫn nằm lỗ vậy đó hả? Dạ. Bây giờ đau lỡ ra nữa là chị. Này, phải đi bệnh viện rồi khám thường xuyên không em? Dạ không, bây giờ ấy, ôm xuống bác sĩ là bác sĩ bắt đầu à, chứ không có phương pháp nữa. Nếu mà hai vợ chồng còn trẻ quá. Còn trẻ mà phải chi mà lớn tuổi họ cũng em siêu âm thường xuyên nha, mà em siêu âm mà ngay lúc em siêu âm rồi em vẫn đi bình thường nhưng mà kiểu như họ cũng có phát hiện lúc la lớn rồi mà phát hiện. Dạ, lúc lớn rồi nhỏ xuống nhiều cái lớn nhỏ xuống lúc mà mình ăn bọng mình cũng thuốc gì không vậy? Dạ không chị, cảm hay là gì em cũng dám uống thuốc hết á. Mình chỉ uống nó căng để cho nó tăng sức đề kháng của mình thôi, chứ còn không dám uống thuốc tây và mà cái gì mất cứ gì. Chân em nó cũng nhỏ, nó teo rồi nè, nó lồn hết rồi bụng như cái đầu. Trời, bữa giờ Lữ Lục này lại về đây rồi, nhà bay kia rồi về đây mỗi giờ không rồi. Dạ, em mới đi làm lại. Em cũng đi làm thường xuyên mà mới ra là mới xin nghỉ bên đây mới ngày mai rồi. Ừ. Rồi đi làm rồi đi ra ngoài quận hả? Dạ đúng rồi. Đi ra em chạy ra chạy về. Ừ. Rồi hôm bữa bảo đó là ở trong đây ngoài quận hả? Dạ ở đây chứ. Đây là nó bay hết cái mé luôn rồi nè. Ở trong nhà trốn hết, không có dám ra luôn. Chừng ra thấy cái mái nó có hết luôn. Ừ.
Ở đó làm nhà là mượn nợ hết nhiêu rồi? Dạ cũng gần 50-60 rồi. Hai chồng mới có đứa con đầu á hả? Dạ. Lần sau mà có con nữa thì phải cẩn thận khám thường xuyên nha. Dạ. Tại vì tưởng là em uống thuốc gì là cháu bị dị ứng gì, chứ nếu mà đẻ vậy là lần sau là phải cẩn thận. Nó khám, không. Bé nó nói là nó đi khám thường xuyên. Con khám nhưng mà... siêu âm không biết sao. Không, 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 bà không, bác không khám hiện bao... Lúc mà em nó bắt đầu nó phát triển não á. Nó phát triển não là cái lúc 6 đó tháng rồi. Gần 6 tháng. Ừ. Là bác sĩ đó mới thấy cái trên não em nó mới có bất thường. Xong rồi mới giới thiệu con ra Đà Nẵng. Rồi ra Đà Nẵng người ta mới nói em nó bị bệnh như vậy đó. Nhưng mà 6 tháng rồi sao mà bỏ được? Lúc đó em nó thành hình hết rồi, mặt mũi thấy hết rồi. Nghĩ cho em, em có không có bỏ. Đúng rồi, thấy cái đầu em cũng bình thường đó, không hy vọng đó. Không biết, khi mà biết tin vậy thì em cũng tìm sự là khổ. Dạ. Gia đình mà khổ của các em đó. Em mới tội nằm nè. Cho mình ra Đà Nẵng em không có tin được. Em với chồng em bay vô Sài Gòn một lần nữa. Vô Sài Gòn nữa? Dạ. Bác sĩ cũng nói vậy luôn. Dạ đúng rồi. Ừ, thấy biết mẹ khóc đó, đưa tay lên giữa mẹ đó. Con đẹp em quá à. Ngủ đi, nhắm mắt lại hả con? Dạ. Ngủ vẫn nhắm mắt như mình bình thường. Ăn rồi cho nó ăn cháo rồi, có ăn đồ ăn rồi hôm nay cháo, cháo. Dạ, có cháo mình làm thịt cá rồi này cho em ăn cũng được. Dạ, bình thường á hả? Dạ. Lúc đầu thì sợ ăn, em sợ ăn không được thì đi con rây. Con rây nhỏ ra đó, xong rồi sau này mới tập em nó ăn cháo hột. Rồi mới bằm thịt rồi cho ăn nó ăn được hết. Dạ, ăn được hết. Nhai ăn khó ăn ngon. Dạ, em nó nhai nó chỉ nhấm nhấp và nuốt thôi. Nó rằng vậy chứ nó không nhai được. Nhấm nhấp và nuốt. Dạ. Nó đông thích nhai. Dạ đúng rồi, không biết nhai. Nuốt chứ ta, nuốt nó mệt lắm. Thôi bây giờ vậy nè. Nói chung là bữa giờ á, chị cũng nghe, cũng có nhiều mạnh thường quân người ta up lên Facebook. Rồi mình cũng nhiều người gửi cho chị lắm. Thì chị cũng có nói với lại Dâm á là để khi nào có dịp á chị về đây rồi chị ghé. Mà đợt này là có Mai Dung với là anh Dũng á, là về hỗ trợ bà con nữa. Cho nên là sẵn tiện đây ghé thăm em bé luôn đó. Thì bây giờ là giờ mình cũng không biết làm gì cho em nữa. Giờ đi bệnh viện cũng không được. Bệnh viện bác sĩ chịu không? Chịu không được luôn. Bây giờ thì thôi là cũng tới thăm em để cho em nghỉ ngơi nữa. Mình cũng gửi cho em chút tiền để mà xoay sở rồi mình mua đồ, mình mua cháo, mua thuốc cho em rồi. Đây này má cũng giữ nè. Bữa giờ là mạnh thường quân người ta cũng nhờ kêu gọi đồ cũng nhiều lắm. Không, để con đưa luôn rồi má. Không, không, con gửi luôn rồi nè. Là cho em 10 triệu. Ờ, để má cho thêm 2 triệu đi. Đây. Rồi, cái này là... này là má Dung cho bé An. Cho bé An 2 triệu nha. Còn đây là cái tiền này là tiền mạnh thường quân bữa giờ nè. Thì đây là một cái trường hợp mà cũng rất là đáng thương, tội. Cho nên là chị trích 10 triệu trong cái tiền mà chị kêu gọi được. Dạ. Thì gửi cho em, để em chăm sóc cho con nha. Dạ, cảm ơn chị, cảm ơn tất cả rồi. Cái số điện thoại của em là số mấy? Dạ. Số điện thoại của em đó. Đây, 10 dạ, triệu với cái này 2 triệu, nó là 12 triệu nha. Rồi, bây giờ vậy nè. Bữa giờ chị thấy danh rồi, mọi người cũng nhiều người kêu gọi lắm. Đó, ngày hôm nay chị live stream như vậy, rồi chị qua YouTube như vậy nè. Rồi nếu như mà có nhiều mạnh thường quân nào nữa mất nữa là em nói cho mãi gì lên YouTube. Nếu mà có thêm mạnh thường quân nữa thì có gì á, một hồi nữa em cho chị số điện thoại của em. Dạ. Đó, để chị nói chuyện với em rồi có gì rồi chị gửi, người ta có gửi nữa thì chị gửi cho em nha. Dạ, em còn bây giờ là trước mắt là em cầm được 2 triệu này để mà xoay sở trước đã. Dạ, em
cảm ơn tất cả các anh chị của cô chị nữa, cảm ơn tất cả các mạnh thường quân đã quan tâm tới hai mẹ con và gia đình em. Thôi bây giờ là biết là cái chuyện này không ai mong muốn hết, nhiều quan trọng là sức khỏe hai vợ chồng, sức khỏe ráng sức khỏe làm kiếm tiền đó, để lo cho em. Cũng nghe nói là lúc đầu hai vợ chồng rồi cũng ngại phải không? Dạ. Cũng ngại cũng không có dám nhận hỗ trợ phải không? Dạ. Bây giờ không nhận hỗ trợ rồi công việc này kia rồi là cũng đâu có dư đâu mà lo cho em. Giờ là bây giờ cái chuyện này không ai mong muốn hết, hiểu không? Dạ. Cho nên là giờ bà con người ta thương thì người ta cho bao nhiêu mình cũng lãi hết á. Mình cũng nhận, mình nhận nó để mà mình lo cho em. Chứ mình nhận đâu phải là mình nhận mình làm những cái việc gì mà không đúng đâu. Dạ. Hiểu không? Cho nên là không có gì ngại hết á. Chị biết là mình tuổi rồi mình cũng ngại, nhưng mà bây giờ thôi kệ, vì con cho nên là mình ai cho cái gì cũng lấy hết trơn á nha. Có nhiều lấy nhiều để lo cho em, mua tả mua sữa rồi cho em. Em ăn cháo mua thịt bằm vậy thôi à. Dạ. Ra lấy á, để dành ra lấy. Không, lấy cho em một thùng luôn anh ơi. Trên xe bán tải nó có một thùng cháo, lấy cho em một thùng luôn. Thằng nghiệp em quá. Con nút hoài à. Lấy luôn thùng đúng không? Lấy luôn thùng đi. Con có thể giọng là sao đây con giúp đỡ. Cảm ơn nhà tóc tái luôn hết rồi hả? Mất sống á. Ủa sao đây, em ông tài xế có tuổi giờ ở đâu khóc hết cái này khổ dạ, ghê luôn á. Rồi cắn nát hết rồi. Rồi chú thì đỡ nút hơi là hơn. Chào con nha. Rồi chào lúc con nha. Nó mập răng á, là lúc đó con cho nó bú sữa. Ôi. Vô là nó sẽ cắn nát hết. Vậy.